Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn, những học viên quý khách hàng của Phong Thủy Tâm Nguyên, nhất là các cô chú anh chị chúng ta đã từng học cái khóa Cách Tài Lộc năm 2020 của thầy Tâm Nguyên, cũng như các cô chú anh chị chúng ta không có thời gian mà đi học và đang theo dõi cái video này. Trong chuỗi video trước đó thì Đức Trung đã chia sẻ đến các cô chú anh chị những cái yếu tố về vận khí của các cái hướng nhà trong năm 2020. Chúng ta đã nói đến hướng Bắc, hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam và hướng Đông Nam, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến hướng Tây Nam. Vận khí của hướng Tây Nam năm 2020 như thế nào? Các cô chú anh chị lưu ý rằng là hướng Tây Nam nó sẽ có giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Vậy thì các cô chú anh chị cũng cần hết sức chú ý rằng là chúng ta xác định được chính xác hướng nhà mình là hướng Tây Nam hay là hướng Tây hay hướng Nam nhé. Tránh trường hợp đó khi mà đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Nguyên hỏi hướng nhà của các cô chú anh chị hướng gì thì các cô chú anh chị lại nói rằng là hướng Tây ghé Nam một chút hay hướng Nam ghé Tây một chút, thì cái điều này nó rất mập mờ, nó không có rõ ràng. Bởi vậy cho nên khuyên các cô chú anh chị rằng là chúng ta có thể tải ứng dụng tên là La Bàn Việt về điện thoại của mình. Với ứng dụng La Bàn Việt mà Phong Thủy Tâm Nguyên thiết kế đưa lên trên hệ điều hành Android hoặc là kể cả iOS tức là của iPhone thì đều có. Với hệ điều hành Android thì các cô chú anh chị tiến hành lên trên CS Play và gõ cái từ khóa là La Bàn Việt về và tải nó về. Với App Store cũng thế, trên điện thoại iPhone các cô chú anh chị đăng nhập vào app và App Store và sau đó gõ La Bàn Việt về tải về. Thì trên ứng dụng La Bàn Việt thì đây chính là cái giao diện của ứng dụng La Bàn Việt để đo hướng ngôi nhà các cô chú chị chúng ta sử dụng để mà đo chính xác hướng nhà mình hướng gì. Ở cái phần ba nút sổ chéo ở bên này, ba nút sổ ngang ở bên này, chúng ta kích ở đây và chúng ta xem cái phần hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ biết là cái cách mà hướng đo là như thế nào, đúng không ạ? Ở trong đây cũng thể hiện rất rõ về cái hướng đo la bàn, đúng không? Tay cầm la bàn đứng phía trước nhà hoặc là đối tượng cần đứng nhìn thẳng phía trước, đúng không ạ? Có thể quay mặt lại xong la bàn vẫn giữ ở phần đầu theo hướng nhà. Muốn cho thật chính xác thì cần vẽ một cái đường thẳng song song với lại bức tường phía trước nhà, cánh cửa cách cửa chính khoảng 2-3 mét để tránh nhiễm từ, và sau đó thì chúng ta căn theo điện thoại song song với lại hoặc trùng lên cái đường thẳng song song mặt tiền ngôi nhà, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái trục của điện thoại nó chỉ thẳng phía trước, thì đấy chính là hướng của ngôi nhà các cô chú anh chị. Chúng ta xem là cái hướng nhà mình báo trên cái điện thoại đó là bao nhiêu độ, thì đấy chính là hướng nhà của các cô chú anh chị. Sau khi mà đo xong, các cô chú anh chị cũng có thể là tiến hành bấm nút khóa để nó khóa nó lại, thì chúng ta đỡ bị rung tay, chúng ta sẽ biết được chính xác hướng nhà mình hướng gì. Quay lại với cái việc chúng ta phân tích về vận khí của hướng Tây Nam năm 2020, hướng Tây Nam Đức Trung nhắc lại nó là có giải độ từ 202,5 độ cho đến 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Tây Nam thì bao gồm ba sơn hướng là mùi côn thân mà, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta xét ở đây là xét 8 hướng, cho đó là chúng ta xét chung cái vận khí của hướng Tây Nam. Năm 2020 hướng Tây Nam chúng ta có tứ lục văn xương đáo đến hướng Tây Nam. Theo huyền không phi tinh chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8, đúng không ạ? Có niên đại từ năm 2004 cho đến 2023 với sao bát bạch tài tinh nhập trung cung, và trong năm 2020 này phi tinh chúng ta sẽ thấy thất xích phá quân đáo đến bản cung. Sao số 7 thất xích phá quân đáo bản cung, chúng ta sẽ thấy là sao số 8 là bát bạch đáo đến phương Tây Bắc, cửu tử đáo đến phương Tây, nhất bạch đáo đến phương Đông Bắc, nhĩ hắc bệnh phù đáo đến phương Nam, tam bích thị phi đáo đến phương Bắc, tứ lục văn xương đáo đến Tây Nam, ngũ hoàng đại sát đáo phương Đông và lục bạch vũ khúc đáo đến phương Đông Nam. Chúng ta đang phân tích đến cái hướng Tây Nam, tức là sao vũ khúc, tức là sao văn xương, sao văn xương hay gọi là sao tứ lục đáo đến ạ. Sao tứ lục đáo đến sao tứ lục bản khí ngũ hành thuộc mộc và đáo đến cái phương Tây Nam ngũ hành thuộc thổ. Do đó rằng là vô tình tạo ra cái yếu tố thì sự tương khắc, đúng không ạ? Sao tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến phương Tây Nam ngũ hành thuộc thổ vô tình tạo ra cái yếu tố về sự tương khắc giữa ngũ hành. Hơn nữa rằng là phương Tây Nam năm 2020 lại có sự xuất hiện của các tiểu hung bao gồm ví dụ như là tuế lộc, tàm thất, rồi bạch hổ, rồi tế sát, rồi cả phi liêm nữa. Thì đây đều là những cái ngôi sao mà có cái yếu tố về hung tinh và không có mang cái yếu tố cát khí tốt. Bởi vậy cho nên rằng là năm 2020 thì đối với phương Tây Nam mà tứ lục đáo đến kết hợp với những các cái tiểu hung tinh trên thì các cô chú anh chị nên chú ý những cái bệnh liên quan đến yếu tố về thần kinh, với lại là các cái yếu tố về sao tiểu hung như là tàm thất, rồi bạch hổ, rồi tế sát, rồi phi liêm. Do đó rằng là cần hết sức chú ý với những cái việc dễ bị gặp thương tật bởi những cái vật kim loại sắc nhọn, cũng như là tránh cái yếu tố về tránh những yếu tố về trong gia đình mà có nam nhân ham mê tửu sắc thì cũng xảy ra cái chuyện thị phi liên quan đến hạnh phúc gia đình, thì cái điều này là cái điều không đáng có trong năm 2020, thì các cô chú anh chị hết sức là chú ý với cái việc đó là hướng nhà Tây Nam năm 2020 với sao tứ lục đáo đến. Về cơ bản tứ lục vốn dĩ là cái sao mà chủ về văn xương, chủ về khoa bảng. Nếu chúng ta giữ gìn cái yếu tố về khu vực trước nhà chúng ta năm 2020 nó sạch sẽ, nó thoáng đãng cũng như là minh đường sáng tỏ thì chúng ta sẽ đón được yếu tố về cát khí, kích hoạt yếu tố sự học,
cho ngôi nhà của chúng ta với những cá nhân mà đang trên con đường phát triển sự nghiệp thì sẽ có được cái sự hanh thông về sự nghiệp rất là tốt. Hay là những thành viên mà nhỏ tuổi mà đang đi học thì cũng sẽ có những cái yếu tố về đắc lợi liên quan đến việc học hành trở nên tốt hơn. Tuy nhiên là nếu như cái khu vực phía trước nhà thì chúng ta năm 2020 lại trở nên lộn xộn, ẩm thấp, rồi lại bừa bộn nhiều những cái tạp khí thì vô tình lại kích hoạt thêm cái yếu tố về hung tinh của các cái tiểu hung như là tàm thất, rồi bạch khổ, rồi tuế sát, rồi phi liêm, thì điều này không hề tốt gì cả. Thì các cô chú anh chị hết sức chú ý để cái yếu tố này. Ngoài ra, để cái việc mà chúng ta hài hòa giữa yếu tố về thiên khí cũng như là yếu tố ngũ hành bản khí của phương vị thì chúng ta có thể sử dụng cái thảm màu đỏ để chúng ta trải trước cái lối cửa nhà. Thảm màu đỏ ngũ hành thuộc hỏa để tạo yếu tố tương sinh loan hoàn, tức là mộc sinh hỏa và hỏa sinh thổ, tạo ra yếu tố vòng tương sinh loan hoàn như thế thì nó giúp hài hòa giữa cái việc cái ngũ hành của sao tứ lục ngũ hành thuộc mộc với lại cái phương tây nam ngũ hành thuộc thổ. Chúng ta dùng cái ngũ hành hỏa, tức là màu thảm màu đỏ, để mà dung hòa nó, tạo ra cái yếu tố về cân bằng nó sẽ trở nên tốt hơn. Ngoài ra, các cô chú anh chị cũng lưu tâm chúng ta sử dụng cái vật phẩm để mà chiêu thêm cái các khí của sao tứ lục văn xương cũng như hóa giải những cái yếu tố xấu của những cái tiểu hung tinh kia bằng cách chúng ta sử dụng cái vật phẩm là tiền thần nhị địa chi. Với cái vật phẩm tiền thần nhị địa chi, với cái việc sử dụng cái đồng tiền có khắc hình 12 địa chi chạy theo vòng tròn bao gồm 12 con giáp Tý Sửu Dần Mão Thìn Kỷ Ngọ Mùi Tân Tuất Thất Hợi, thì đây là một trong những cái pháp khí mang lại cái yếu tố về cắt tinh, nghênh cái yếu tố về thái tuế cũng như nghênh những yếu tố về các tinh quý nhân tương trợ đến hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta. Ngoài ra, cái việc lối kết của nhí các tầng kết kết hợp với vô tận kết bồ sẽ giúp cho cái việc đó là tạo ra sự hanh thông liền mạch cũng như mang yếu tố may mắn cho cả gia đình chúng ta. Thì các cô chú anh chị chúng ta có thể dùng cái pháp khí là tiền thập nhị địa chi chúng ta treo trước cửa nhà. Ngoài ra, tiền thập nhị địa chi thì các cô chú anh chị cũng có thể sử dụng cái vật phẩm đó là ngũ phúc hoa mai để treo trước cửa nhà. Với vật phẩm ngũ phúc hoa mai được kết hợp bởi 5 cái đồng hoa mai với cái chất liệu đồng đỏ 999 và mạ vàng 18K bên ngoài, cũng với cái lối kết là như các thần kết và vô tận kết bồ, thì với cái đồng tiền hoa mai với hình tượng của 50 hình ảnh như là con rơi này, đỉnh tiền vàng này, lộc thần này, chim khách này và quả đào, thì đây đều những cái hình tượng trong phong thủy mang yếu tố đắc tài đắc lợi và đắc phú quý cũng như đắc trường thọ cho cô chú quý như anh chị. Ngoài ra, những cái hình tượng liên quan câu chữ như mệnh thọ phú quý trường thì đều những cái điều mong cầu tốt lành nhất đến với hướng đến gia chủ. Chúng ta kết theo 5 đồng thì cho ngũ phúc lâm môn là thọ khang minh tu khảo, đều những cái điều mà con người đều mong muốn đến, đó là những cái đắc lành nhất mà hướng đến cái việc gia chủ các cô chú anh chị. Bởi vậy cho nên chúng ta sử dụng cái phương án vừa kích hợp vừa hóa giải như vậy để giúp cho cái việc kích hoạt cái vận khí của sao tứ lục thật tốt và hóa giải những cái yếu tố xấu của các tiểu hung tinh trên. Thì trên đây là cái điều mà Đức Trung chia sẻ đến cái vận khí của hướng Tây Nam trong cái năm 2020. Các cô chú anh chị chúng ta vui lòng lắng nghe cũng như có thể ứng dụng giúp cho một năm 2020 canh tí trở nên tốt hơn. Xin cảm ơn và Đức Trung xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những chuỗi video tiếp theo.